mà anh cứ có cho thế nào anh cứ nói thế, đúng là cái thì vấn đề nói như chung vậy là là như cái thuốc men anh đã sử dụng là thuốc ở đây. tính đi mổ rồi đó, À. nhưng mà đi qua tình hình nó thêm rai là coi như là thoát vị để như xẹp bốn đốt Rồi. rồi, nhưng mà tính đi mổ rồi, nhưng mà bạn bè chỉ lên đây chung một giờ không còn đau nhất gì nữa. Ừ, thế vừa rồi đấy là anh là đi quê anh ở đâu nhỉ? Hả? Anh quê ở đâu? Quê Long An. Anh ở lên Long An. Nhưng mà nhà tôi ở quận 7 mà. Rồi, thế là bây giờ ở quận 7, thế vừa rồi là lấy thuốc ở đây là mấy liệu trình điều trị anh? Này là vì thứ năm rồi. À, tức là uống hết 4 liệu trình rồi. Thế mà mình thấy như vậy là cái diễn biến của thuốc từ khi bắt đầu mình uống thì nó thế nào? Thì uống thì nó đau, bà xã tôi nó đau nhất, đau ở cái thắt lưng này nè, cái nó tê từ trên này nó tê xuống thuốc như này luôn ấy, nhưng mà bây giờ nó hết tê rồi, nó Rồi. hết đau luôn. Thế mà bà chị đến vậy là bị là bao nhiêu năm? Bị không bao nhiêu năm đâu, nhưng mà nó cũng đau âm ỉ lâu rồi đấy chứ, nhưng mà cái hồi mà nó phát mà nó đau dữ dằn là coi như là khoảng chừng 2 tháng nữa, Thế 2 tháng bắt đầu. mà anh trước khi tới đây thì anh đã điều trị những thuốc gì? Thuốc tây không ạ? Mà nó cũng Thuốc không 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 tây thuyên giảm đúng cứ chích thì nó hết đau rồi, về nó cũng lại đau trở lại nữa, không? Rồi rồi đúng rồi. nó cứ thế mà đau tới đâu đau hoài. Rồi. Alo, Thế là đến bây đỡ giờ lắm thì rồi. uống thì là ngoan lành lắm rồi đúng À, không? bây giờ là Rồi. coi như là đi còn hơi yếu một tí, tại vì nằm mấy tháng rồi mà. Rồi rồi. Bây giờ đi còn còn một tí nhưng mà Rồi. nó hết đau rồi. Rồi. Bây giờ là mình cố gắng mình vẫn cứ duy trì cái bài Còn tập. hẹn với lại Sau khi chúng mình tôi khỏi là là mình bác vẫn sĩ duy trì nhé. thầy chưa đem ra cho cái bài tập trên nhà đó, Đúng rồi. thì ráng cố gắng mà tập đi. Đúng rồi, cái bài tập đó là nó có cái tác dụng rất là tốt trong cái vấn đề điều trị cũng như là ổn định cái cuộc sống lâu dài cho mình ấy, nhé. Đấy. Thế là vừa rồi là anh uống là cái liệu trình là thuốc ấy là thuốc Nam, à thuốc Bắc. Một ngày uống 2 lần ấy, mà một liệu trình của chúng tôi là 10 ngày một liệu trình ấy. Mỗi một ngày là uống 2 lần, mỗi lần là một bịch thuốc nhỏ thì sau bữa ăn ấy. Thì cái thuốc này anh cảm thấy tôi sử dụng thế nào, nó có dễ dàng thuận tiện cái này rất là tiện, không? nó thẳng là cái như là thuốc bắc mà sắc thì rắc rối lắm rồi. Còn này nó có cái bệnh, có bệnh em về là cái như là trước khi uống là vẫn là bỏ vô cái nước nóng đó, bỏ vô cái ly, bỏ vô cho nó nóng nóng là dễ uống rồi thôi, Đúng rồi. để vô tủ lạnh đem ra để vô cho nó nóng nóng cắt ra rồi uống Rồi. xong. Cái này rất là tiện, trời ơi, còn thuốc bắc đem về nhà bây giờ mình đau đầu sắc Rồi. sắc chắc chết quá Thì, hiểu mỗi đâu. rồi, thì cảm ơn anh nhé, tức là đã sử dụng thuốc của chúng tôi Rồi, và đã có hiệu quả rất cái là này tốt tôi nói thiệt với thầy á, tôi mừng quá trời, đấy. tôi từng chuẩn bị là thứ hai đi mổ rồi đấy chứ, Ừ. nhưng mà bạn bè tôi nó chỉ không ấy là thứ hai tôi lên trong 15 được mổ rồi, Cái mổ thì nó chỉ có hên xui muốn năm ăn đúng năm rồi, thua đó thì chứ nó không là có như được. là bốn đốt chắc là mổ bốn khớp, biết gì bà xã tôi trên 60 mấy tuổi, 64 tuổi rồi mà mổ.